tốc độ xây dựng nhà đang ngày càng tăng nhanh được cho là một trong những nguyên nhân gây đến nhiều vấn đề như là sạt lở đất, hố sụt và sụt lún các tầng địa chất. Đây là hậu quả của nền móng yếu cũng như việc áp dụng các phương pháp xây dựng chưa phù hợp. Để phát triển bền vững và bảo vệ con người khỏi các rủi ro về điều kiện địa chất, việc nghiên cứu và áp dụng các phương pháp tính toán thiết kế thi công là rất cần thiết. Những kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành trên thế giới để đưa ra những giải pháp khoa học kỹ thuật tối ưu đã được đưa ra trong một cuộc hội thảo quốc tế về địa kỹ thuật đã được diễn ra vào ngày hôm qua tại Hà Nội. Đây là hội thảo khoa học quốc tế lần đầu tiên về địa kỹ thuật tại Việt Nam, với nhiều tham luận của các giáo sư chuyên ngành từ 23 quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực địa kỹ thuật. Các chuyên gia trong nước đã nêu lên những hạn chế của các công trình ngầm tại Việt Nam trong thời gian qua về vấn đề chất lượng gây nên sự lãng phí và đề xuất những giải pháp khoa học kỹ thuật tối ưu trong thời gian tới. Cũng trong khuôn khổ của hội thảo, triển lãm đã giới thiệu các sản phẩm liên quan đến địa kỹ thuật của 18 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên một hội thảo về địa kỹ thuật đã được tổ chức với quy mô quốc tế với sự kết hợp của ba nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Hội thảo được kỳ vọng sẽ là cơ hội để các nhà khoa học, các nhà chuyên môn cùng với các kỹ sư cùng chia sẻ những kinh nghiệm và tăng cường sự hợp tác trao đổi quốc tế hơn nữa về các nghiên cứu địa kỹ thuật và nền móng tại công Việt Nam cũng như là trên thế giới.